Mày lên cái mũi heo tao mày đưa vô cái chân cho đó. Tới bến luôn. Ở nha em. Wow. Rồi Điệp gửi lời chào đại gia đình nha. Điệp chúc đại gia đình ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống. Hôm nay vợ chồng làm chủ đề đi thăm lờ cá. Thăm lờ cá còn được có 5 cái này là hết rồi nè. Bữa hổm 20 cái mà nó gách từ chuột cắn thai từ từ cái ấy rồi. Bữa nào điện anh định một mới nữa. Thấy nịnh. Chào cả nhà, hôm nay cùng hành anh Điệp đi thăm lờ cá nữa cả nhà. Giờ đi giao hàng trước rồi mình đi thăm lờ cá sau. Này, bữa nay vợ rồi giao cái gì em? Không, cái lưới ba màng. Lưới ba màng một tay. Dưới mấy lít mật ong? 6 lít. 6 lít mật ong hả? 1, 2, 3, dưới 2 thành 5, 6 lít. 6 lít mật ong. Ông này mà ông gần thiên nhiên nguyên chất 100% nghe cô chú anh chị nào đặt niềm tin thì trên góc phải video màn hình của Điệp có số điện thoại ha, thì cả nhà cứ lấy lên được không, em lên cầu đi rồi anh truyền cho. Hôm nào thấy anh Định anh cũng mới ra mẫu lờ mới á cả nhà ơi, nghe nói nhẹ lắm với một phần nữa im lắm mà giá nó lại rẻ nữa, mà thấy anh em trải nghiệm đặt cũng hiệu quả. Bữa nào Điệp mua vài chục cái về xuống một luồng lờ nữa Điệp hết trơn rồi, luồng lờ này thăm chừng được 20 cái gì nó gì đó. Rồi vợ lao đi giao mật ong cho cô chú anh chị em một ủng hộ rồi đó. Ở đây là bờ kè huyện Phong Điền nha cô chú. Rồi chờ vợ Điệp đi xuống rồi mới có đi thăm lờ được. Thả cho. Ừ, cái này mày đặt. Mày đặt thuốc trong đó. Cái lờ đặt mà nó thăm. Cái lờ này đặt là lúc bọn đã bị thăm rồi. Giờ anh về lại còn đặt không nữa. Anh về thuốc cái trong á. Thuốc trong á. Thuốc trong hả? Ờ, chỗ lá môn đậy lại đó. Đây nè. Ừ, em thấy anh có dời rồi vô mà sao rồi không biết. Ừ. À. Trời ơi tới nè, thăm cái đầu tiên nè cô chú. Em biết con gì không? Cua đinh. Hay quá ta. Dạ tôi biết cua đinh luôn trời. Cua khác, cua đinh khác lần ta không biết, nhiều lần cũng biết. Nhưng mà con này không phải con ba ba nữa. Con ba ba nó bông. Con này là con cua đinh. Cua đinh. Sẽ có con bự. Anh em. Đã lắm nè. Người ta thì người ta hay cái vụ mà gan muối. Gan muối á. Cái nó dài lắm. Cắn à. Cái móng giòn của ta nó quào chứ. Nó cắn cọc hết trời. Sao ra đây. Rút cái cây mấy chút ra được cô chú ơi. Nắm bậy bạ cắn là trời gầm không nhả. Mấy cái loại cái con này nó thấy ghê lắm. Rồi cái loại này là loại nó cắn là trời gầm không nhả này nè, nó cắn cái lưới của anh đi luôn nè,
nè nè cô chú coi nè nè đâu nhả đâu nhả lắm buông nó ra là mình buông ra nó bò nó mới nhả đó. Cổ nó dài lắm. Con này là con cua đinh nha cô chú. Tại vì con ba là cái dè này nó không phải nó dè dữ gì. Cái dè nó ra bự nè, hai bên cái dè nè, nó ra bự mà nó mềm nữa. Đó, nó mềm mèo à. Đó, cua đinh hết biết không? Đã. Con này mà có nuôi em, muốn nuôi trong cái á. Nè, nuôi trong hồ. Nó dài lắm đó. Cua chú ra. Thấy không? Ê, không có giỡn được. Nè. Táp ghê lắm nè con chú coi điệp để nè ngang nghe chú canh cái tay ông á thì có nó khôn thiệt chơi nó canh cái tay ông đó đó cái tay ông á thì có đó chú này nó cắn không ừ đó thôi tại điệp giỡn vui nó chơi một chút xíu đây nè gì cũng dục xong chứ bọc bẹo với lông cũng dục với xong cây cối cũng dục với xong hỏi làm sao mà điệp chài mà nó không dính nè con chú đây nè nha kéo dài này nha thôi thả nghe nha rồi đi cưng lùa cá lóc bự chuyến sau nghe cưng à, quên nữa ha quên nói nó nữa dạ, thăm cái tiếp theo cô chú ơi cái luồng lờ này là còn có một luồng à nghe cả nhà cái luồng lờ này là cái luồng lờ của hổng đăng chung cái gieo chài cá giò đếm đi thăm lờ rồi chài cá giò luôn đúng không cá sạc không cả nhà con bự có con nhỏ này mà ăn gì trời đi con cái anh đựng vô lờ nữa vô cá cây có vô cá bự á đây nè hấp không vậy hấp không cả nhà nhau dính con cá lóc bự bự không lúc nào mà khó chứ nào cái quế lại nó rong nữa nè. Đi đó nó hủ. Hết cá luôn. Có cái này là cái mới nè, được mới dặm lại bò hổm nè. Nó trôi với cục cỏ nó mất tiêu hết trơn rồi, cua be là mới trời bây giờ được mới dặm lại nè. Đây mà có hay không quan trọng thôi. Đó. Trời ơi làm hết hồn. Ơi hết hồn nướng cái lóc bự không ơi. Phi làm hết rồi. Con cá lóc bự đồ nãy giờ mắc cỡ gì lắm mắc cỡ rồi xuống phong độ anh em buồn 5 phút anh em lý do là ai da không có dính cá cá rô đồng rồi lụm gô đầu quắn là tên của sư phụ thường gọi nhưng anh em trên nhân gian này gọi là cá gô phi bán luôn bỏ ngoài luôn ha bỏ ngoài đi không cổng một bầu nữa quá wow. Mất la buồn quá tức quá trời quá kìa nên giả hoài là đây nè mắm ba la cà na xí muội quạnh hiu rồi trời ơi gì nữa trời nãy giờ mừng mấy cái luôn nữa trời mừng mấy cái luôn không có thấy được con lóc 200g hay sao chứ rồi anh em ơi
Chị cũng ốc không à. Rồi cái dông nặng quá rồi. Tới luôn. Tới cái lời lại, cái lời. Cái lời nhúc nhích này lại cái xuồng nhúc nhích. Bà chị ơi. Trời ơi. Có phải là tôi không á? Nó hả? Trời, mười mấy cái, gần 20 cái rồi đó. Lão Dạng, lão Hiếu, lão Định. Ơi, lão Nhiên, lão Linh ơi, và các anh em đồng nghiệp ơi. Xui đi hên về, xui đi hên về. Mười mấy cái luôn. Nè, quay một cái cho cả nhà xem một cái đi em ơi. Không ơi. Mười mấy cái không có một con nha anh em. Có mấy cái sạch. Trời là trời như gì đây rồi, rồi bắt đầu đăng là lúc mà có cá. Đăng là lúc có cá thì ham lắm. Đăng viết rồi không có cá cả nhà. Nắng gì đâu trời, kỳ ta. Ô anh em ơi. Ngài thua đó. Đó. Cá là kiếm nửa ký luôn. Đi một con cái đi ông nội. Ngài ông nội. Thua. Rồi chị lại đi dắt, đi dắt rồi. Dắt hả? Ừ, chuột cắn. Gì ra không quá hai cái mà không có một con cá lóc nữa, quê đó nha. Không thấy mặt con cá lóc là quê dữ lắm rồi đó em ơi. Cái này trong trong nè em ơi. Nước trong trong nè em ơi. Đông đông cá kìa. Đó. Trời ơi. Em nghe, em nghe. Đó. Đó, hai em. Ngửa hả? Sáng chứ không gặp em, gặp em kia không im mà giờ gặp nữa. Trời ơi. Cứu tôi với bà con cô bác ơi. Sáng ngày á thì đi thăm lờn á thì dính nguyên con cu đinh, cái phùng mang chặn chặn cắn gì nè, xui bà cố nội luôn. Thôi đừng đỡ thừa ông ơi, bữa nay ông bà bữa nay ông bà ông quần cục, ông chuẩn bị đi chợ. Mấy cá nó tưởng đi chơi. Mu này nhỏ quá nghe bà con, nhưng mà thả cá phải gờ gờ cái cho nó nhỏ bự cũng gờ cái lấy cảm giác nó đi giùm con cái đi. Trời ơi, mới thấy cái này nè anh em ơi, dở chừng 20 cái anh em ơi, mới thấy cái lời. Đó giờ mới thấy dở lời mà không có con nào nghe cả nhà. Nãy giờ nói, nãy giờ em nói anh Điệp ơi, có khi nào mà bữa nay mình thăm về không có con nào ăn hết trơn anh Điệp. Cười cũng bệnh nãy giờ. Tôi nói hồi nãy giờ cái bằng vợ xả xui đủ chuyện chân luôn.
mạnh vợ vợ xả xui, mạnh chồng chồng xả xui, đứa sao lái đứa chứ mũi xả xui cho giữ vô quái đạn chè đậu anh em, chứ chưa từng thấy luôn, từ nào đặt lời nào chưa từng thấy luôn, thăm mười mấy cái mà không có con cá lóc. Công nhận tuyệt dở, cái nào lên cũng cá sặc với ốc, cái cá sặc với ốc không có cá này được hai cá mừng như má đi chợ về á, vậy là có cá ăn nghe nha. Ông dở cái lập lên cho cả nhà coi được hai cá lóc. Tính là chiều nay tính nói với cả nhà, nói video này mà nếu mà không có dính cá chiều nay cũng vẫn đăng luôn. Đăng là để chi? Để cho anh em biết rằng là ngày nào trúng ngày nào thắt. Ôi trời, em ơi. Hả? Rồi hên nè. Có con gắn gà. Vậy cái này có con gắn chua gà. Cái này con gắn hay là con lươn nè, cái dấu này nè. Thấy không? Em gõ. Nghĩ là con gắn. Gõ không? Chứ con lươn đâu có bự dữ, gõ. Yeah. Chứ con lươn đâu có bự dữ, con gắn bự. Cái này là con gắn chui à. Con gắn chứ con lươn nó đâu có bự dữ vậy. Nó chui ra mà cả nhà thấy cái độ đàn hồi của nó tròn mà nó bự hơn ngón cái ngón giò cái nó. Bự nó, lắm. Này, hàng gắn này bự lắm nha cả nhà. Thấy rõ không em? Rõ. Thấy không? Đổ bự hơn dạ, ngón giò cái luôn á. Có dấu ga đó mà không biết cái con gì ga, một lần lương, hai lần gắn. Có hai con đó thôi, nó ga. Nghĩ là con gắn chứ con lương nó không có bự dữ gì đâu. Con lương nó nhớt nó dễ ra hơn. Nếu mà cái lờ mà nó gách đó là khác nha. Nó gách đó là nó lại gì nè, ví dụ như nó gách là nó cũng còn ấy nha. Còn cái này là cái nãy nó tròn. Nó tròn do luôn, nãy nó tròn do luôn. Thôi đi thăm cái tiếp theo nha, nắng quá nắng rồi. Cái lờ mà như anh thấy cái lờ dính bỏ cá sặc này nè. Ừ, có cá lóc em ơi. Có cá lóc hả? Ờ, trời ngẫm cụ tử chơi rồi em ơi. Chung tập trung với lui lại đi. Ừ, trời cái lờ em ơi. Trời cái lờ rồi giá cho con nào không? Ây trời. Ủ vô đây ngắt đây luôn rồi. Trời. Ừ. Quá ổ, tiếc quá. Còn hai con. Hai con hả? Cái lời này 5 con nghe nha. Là 5 con cả nhà. Quay kỹ cả nhà. Cái lời 5 con nghe cả nhà. Cái lời này nhà ơi nè. Thấy nè. Một thấy. 1 2 3 4 5 2 còn 2 con nghe cả nhà. Tiếc quá. Tiếc lắm nha. Một con nè. Bự không à? Cái lóc bự nè. Cái lóc bự rồi nha. Hai con nè, hai con đó là thấy gần nửa cái lô con này nữa đi. 600 g cá. Quá hồi cả nhà ơi. Tại nó vô nhiều quá hay sao ta? Ừ, nó vô nhiều quá rồi. Mấy cái con nó vô trước á. Nó quặn bị đuối. Mấy con mới nó mới vô sau đầu nó vậy. Còn được hai con cả nhà cũng mừng. Phải còn 5 con đó ngon quá. Còn thêm 3 con đó tụi. Hên á, hên là 3 con kia ngủ á. Phải ba con kia mà nếu còn đi em đăng lên cái lời mà dính 5 6 con là có những người không thích, người ta vô người ta bình luận người ta nói liền. Mày mua cá mày thả vô dính 5 6 7 7 con. Mấy người không thích Điệp nghe đó nghe nha, là người ta sẽ lên người ta sẽ bình luận người ta sẽ nói liền. Nhưng mà anh em thấy á, thằng Điệp bộ nó khùng hay gì mà mua cá mà thả vô cho con cá nó ngủm cụ tì hết 3 con. Trời ơi tiếc trời. Bởi vì nhiều khi Điệp giải thích á, thì cũng có số người thích hiểu, và có số người ghét Điệp thì Điệp chịu thôi. Rồi tiếp. Được hai cái dính này đó cả nhà, sáng giờ thấy tới công chuyện nha. Con kìa, con thấy nó lội không? Thấy không? Thấy. Còn con đang lội.
bắt con cua gai. Sao cái đồng loại này tiết dữ dữ đây. Nó vô con cộng nữa. Cái càng cộng. Nó cộng. Phải chi sớm giờ phải nó chạy gì đi đỡ biết biết mấy. Được chạy được được có 3 4 cái hồi nãy giờ đó nha. Từ sớm giờ mười mấy cái. Đi điện bà đu luôn. 300 gram liệu luôn. Ồ, vòng vòng được cái ký mấy đó, ngoài em chơi. Ngon nè. Bữa nay em đi thăm được ký mấy. Chưa, còn mà, còn hai cái lời nữa. Còn nữa cái ngày. Rồi giờ cái lời này bỏ cái sạc vô. Rồi. Tại cái lời này nó không có cá sặc. Rồi nên mình bắt cá sặc mình bỏ vô vậy nè. Đó, bắt cá sặc mình bỏ vô vậy đây nè. Nó lội á. Cái sặc này không phải điệp mua nha, mà là điệp thăm những cái lời khác á, dính á, điệp nhiều quá điệp lấy ra bớt. Con cái 5 6 7 con vậy đó, lấy ra bớt. Trường cái một con đỡ hai con thôi. Rồi thì mình đi cái mấy cái lời sau không có đâu mình bỏ vô. Là nó lội được, nhiều khi một đêm một nó cũng dính nữa, vậy đó. Mình ra lưỡi ngay. Dính cái đi cả ngày. Sáng giờ thắt quá. Cái lần này nó không dính rồi. Dính ngu hả? Ngu rồi. Rồi. Ngu. Đông phân. Hết lần. Còn cái này nó hết rồi nha cả nhà. Cái này biết đặt chỗ nào. Nhớ đâu. Nào đây. Cái này nè em ơi. Gì hả? Ừ. Thấy chưa? Rồi. Rau muống quá trời nha cả nhà, móc khó lắm. Tút cái này kia. Cái này nó hết rồi nha cả nhà. Ù hên quá. cuối cùng hên quá. Mãi mãi giờ nó chạy được gì đây, để mấy phải mười mấy cái kia, cái chạy con thôi. Mười mấy cái gì? Cả nhà tin là không có con nào không? Không có con nào luôn cả nhà. Toàn là dở lên ốc với cái sặc, ốc, cái sặc, ốc, cái sặc. Được con bằng giống vò cái nãy là điệp thả rồi đó. Cái đầu tiên nhận nó mở hàng nó dính cái con cua đinh. Xui bà cứu nội luôn. Dính cua đinh với con cá lau ký. Con nào lấy 200 gram đổ lên không? Ừ. Có cái nó kia 5 con, cái nọ 2 con mà nó. Bây giờ anh em thấy quá. Ôi trời nắng nó mệt á cả nhà ơi, đừng hết tới. Rồi bây giờ là về đó, đây là quay cái cá cho cả nhà xem nè. Hồi về nhà đổ gai đi ra cái nữa. Vịnh này em. Người thường quả có nhiêu nè cả nhà. Được mấy con cá lóc. Rồi, quá im nắng. Rồi. Lên đây. Mới vừa về tới nhà. Trời mưa luôn. Về tới giờ mưa luôn. Ướt cái ghe chân cái xuồng cho cả nhà. Mới đẩy lên đi lên kịp nè. Đem theo 5 cái lời này thay mà còn y thinh luôn. Mấy cái lời kia nó không có gắt. Còn cái lời đó lấy về luôn. Nó không có cô chú ơi. Trời ơi ngày nay. Thất bại rồi. Úp xuống em ơi, nó nhảy em ơi, giữ im lại. Cái này cũng tầm giá 1 ký mấy rồi cả nhà ơi. Ký mấy gần 2 ký lô cá vậy. Khoảng 2 ký lô cá trở lại rồi nha cô chú. Con 300 cá lóc. Cái này là cá lóc nhất không. Có một con này là nó không nhất nè. Nói chung là mấy con này từ 300 gram đổ lên không á. Được có 6 con cá với con cá hồ phi rồi. Con cá gô với mấy con cá sặc rồi. Con cá gô nè. Cua đồng với con cá rô phi, 6 con cá lóc, 5 con lớn con nhỏ với dài con cá sặc đó cô chú ơi. Cái luồng lời ngày nay đặt nó bị thất bại,
thất bại là lý do giác sáng đi á, nó không có coi ngày mà bước ra khỏi nhà, không biết bước chân phải hay chân trái trước, vừa bước đi ra khỏi cửa đó cô chú không biết bước chân trái hay là chân phải nữa. Đừng gửi tường ơi. Vậy tại chui thôi, tại bữa nay thì bữa nay nó chưa đi thì bởi vì xui, mình bước chân trái hay là chân phải mình biết, mai mốt ví dụ như mình bữa sáng ngày mở mắt ra mình bước ra cửa chân phải phải không, mai mốt mình biết là xui rồi phải không, mình bước chưa có chân trái đó, mỗi lần khác bữa khác mình bước chân trái. Mấy con này cũng ngon bự không à. Ừ, nói chung là vườn cái rô phi luôn là khoảng 2 kg cá trở lại nha cô chú khổ căng nha. Thôi giờ thành quả về cũng được nhiêu đó cô chú ơi, cũng nói chung là cũng bị thắt thu, bán số cá kiếm tiền xăng với ăn uống được. Để tôi cũng chúc cho cả nhà mình á xem clip luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Chúc mến gửi là chào quý ông bà dì chú bác anh chị em gần xa nha. Điệp xin khép lại video, hẹn cả nhà những video sau nha. Bên Điệp bán chấm lương mà chăng mà ông gừng đồ quanh năm nó nghe cô chú. Bé đen ơi, bi đen ơi. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nghe nhà, cả nhà nhớ cho anh Điệp xin một like và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Để có thêm động lực đi thăm, chứ thăm kiểu này không ổn rồi cả nhà. Thăm gì đâu, ha dở mười mấy cái, không có một con. Nó có khi nào bữa nay không có con nào không về chắc. Tới công chuyện hên quá mấy cái cuối nha cả nhà. Rồi, bây giờ Điệp xin khép lại video nha. Đó, thì anh của Điệp mấy video trước Điệp tăng kênh chính thì cũng có đo kích thước rồi đó. Giờ anh phan lỗ để làm chấm lương bán quanh năm. Con gì? Con này là con cua. Rồi con ăn con ốc kìa. Nè, lấy ốc con mời ông bà đi. Nóng nha. Con mời cô gì chú bác ăn ốc cùng gia đình con. Rồi con lấy dựng lễ. Nóng hả? Nóng. Nóng phẳng tay luôn, đỏ tay luôn. Đây cho cha dịnh ra. Hay chà. Rồi. Con chấm ra cái ghê đây, chấm rồi ông bà có gì chú bác đây. Chấm. Ốc nào ăn giờ là để đây á cha. Ngon không? Ngon. Nè, ăn ốc bự nè con. Nè, cha dịnh. Con mời cô về cho bác ăn ốc. Rồi con lễ đi, đây cha dịnh con lễ đi. Má chạy ngang ồn quá. Rồi. Con mời cô về chú bác. Ngon không? Ngon. Có con ốc nhỏ ăn luôn. Không ngon. Thành quả về cũng ít cô chú ơi, thì ở đây nè chấm lương bên Điệp ha, nói chung là vừa hết là bên Điệp gia đình Điệp làm chấm lương bán quanh năm ha, mùa mưa đến với tháng nước nổi đến á, đặt chấm lương rất là im. Còn ở đây nè, hôm nào Điệp khai trương coi máy mới coi, thấy cái vỏ này đậu có một mình nè, thấy buồn quá nên mới mua cái máy để lên. Máy nhìn cô chú nhìn thấy nó xấu xí không? Điệp đã xấu rồi mà gặp cái máy nó còn xấu đi hơn Điệp nữa. Nhưng mà thấy vậy đó cô chú ơi, nhưng mà giọt dữ lắm à. Giọt cái này là trên 100 cây số một giờ đi luôn á. Người ta trên 100 cây số, chắc này trên 100 cây chuối hay là cây bằng gì với sông á, trên 100 cây bằng một giờ á. Bằng mà trồng khít nha. Chứ chồng mà xa cách chừng 10 cây 20 cây số mới được trồng cây bằng là chạy không tới à. Thì còn sơn phết nữa, còn sơn màu đây lại đi lại cái màu đây lại đi lại cái màu từ cái mí này lên đây lại đi ống lại ống nước đều lại. Rồi bên đây thì nó có cái máy, có cái vỏ. Bên đây thì xuồng cano với cái máy 27HB Hinota của Thái Lan. Bên ngoài cũng Hinota 25 ngựa. Thành quả thì cũng được vài kilo cá cô chú ơi, với được mấy con ốc. Bắt đầu thăm chín ốc không à. Rồi về nấu cho mấy đứa con của Điệp ăn.
Thì tháng này là tháng nước nổi nha cô chú, nên từ đây về sau là Điệp biết luôn là đặt là đó là cá nó dính nó sẽ hạn chế lại, lý do tháng nước nổi á, cá nó đi theo ống bọng đồ với ba cái bờ đồ đó, nó có lỗ mội đồ đó, nó đi lên mương để nó với một phần nữa tháng nước nổi rồi mưa nữa, vô đợt mưa nữa rồi gì vậy mà nên cá lên mương nó đẻ đó, để nó xanh sản. Thôi giờ Điệp gửi là chúc quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa trong nước và ngoài nước ha, có một buổi tối xem clip của Điệp luôn luôn dễ hạnh phúc nha. Cả nhà cái quý mến Điệp hãy cho Điệp xin một like, và cô dì chú bác anh chị em ở phương xa có ủng hộ mặt hàng mà Điệp như là ong gừng hay là chấm lương hay là mỡ chăn hay là rượu bông dẻ hay lưới ba màng, xin liên hệ trên góc phải có số điện thoại của Điệp. Giờ Điệp xin chúc cho cả nhà buổi tối xem clip vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống luôn. Điệp xin khép lại video tại đây.